Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Tuấn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn vẽ bài phong cảnh bằng màu nước đơn giản nha. Đầu tiên thì mình sẽ phát một nét ngang làm đường chân trời cũng như là những đường xích xác để tạo những cái mảng núi chồng lên nhau. Thì mảng núi thì mình sẽ chia làm 4 mảng núi. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu tô màu nha. Bắt đầu thì mình sẽ tô ở phần bầu trời, thì mình sẽ lấy nước sạch và lót hết tất cả các mảng trên phần bầu trời để mình bắt đầu sử dụng kỹ thuật ướt trên ướt. Mình sẽ bỏ những cái phần màu khác vào như là màu vàng cho tới màu vàng đậm và tới màu vàng màu cam. Tiếp theo thì mình để vẽ ông mặt trời, mình sẽ sử dụng khăn giấy khô và mình sẽ chấm để hút ra tạo cái phần sáng làm ông mặt trời và lấy thêm phần cọ để chỉnh sửa lại cho cái ông mặt trời của mình tròn hơn. Ở phần mặt nước thì mình sẽ sử dụng kỹ thuật khô trên khô và chừa lại những cái phần bóng sáng trên cái mặt nước bằng màu trắng của tờ giấy luôn. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu tăng màu đậm lên dần cho phần mặt nước và cũng như là tạo những cái phần sóng bằng những cái tông màu đậm hơn như là màu cam hay là màu cam đất. Thank you.
Tiếp theo thì tới phần núi, thì núi ở xa thì mình sẽ sử dụng tông màu nhạt, cho tới những cái núi ở gần thì bắt đầu mình sẽ tăng đậm hơn và mình sẽ sử dụng kỹ thuật chuyển sắc độ. Là sau khi mình tô thì mình sẽ sử dụng cọ sạch và mình kéo cái phần màu để tạo độ chuyển. Và cũng có thể là bỏ một chút màu đậm sát ở phần trên, ở đỉnh núi, cho cái phần núi có độ chuyển rõ hơn. Vậy là phần tô màu của mình tương đối đã hoàn thành. Bây giờ để làm những cái chi tiết nhỏ như là phần cỏ thì mình sẽ sử dụng một cây cọ tỉa có cái đầu thật là nhỏ và mảnh để tạo những cái phần cỏ sát mặt nước. Khi tô thì các bạn nhớ sử dụng bằng cái đầu nhỏ và chúng ta sẽ kéo ngựa lên và cố gắng cảm nhận cái sự tự nhiên của cỏ đi theo những cái hướng khác nhau. Vậy là bài của mình đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn làm bài thành công. Nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi những clip tiếp theo nha. Chào và hẹn gặp lại.